Chào các bạn, hôm nay tôi rất vui, rất hân hoan được gặp các bạn để chia sẻ những trải nghiệm mình có được về bông hoa cây cảnh. Hôm nay tôi chia sẻ về cái bông mai các bạn. Hôm nay về thuốc xịt lá mai. Hàng năm thì lạc lá thì nó tốn công quá. Tôi có xịt thuốc thử nghiệm mà hiệu quả nó có 50-60%. Hôm nay tôi xịt thuốc khác thử nghiệm coi nó hiệu quả nó được 80% không. Nếu hiệu quả nó được 80% tôi chia sẻ trải nghiệm của mình với các bạn nha. Giờ tôi xịt cái loại thuốc khác nè. Hôm nay xịt loại thuốc khác. Thuốc này thì một gói như vậy thì nó xịt nó 16 lít nước. Xịt được cũng nhiều cây. Xịt đẫm lá. Đây xịt tôi chia ra làm 4 lít nước. Là 4 lít nước. Quậy đều lên. Tôi xịt được hai loại, thử nghiệm hai loại. Một loại ngũ cốc tư là 4 lít nước, còn một loại kia. Loại này một quả trì như vậy là 2 lít nước. Xịt hai loại thử nghiệm coi cái nào kết quả cao hơn. Giờ tôi bắt đầu xịt. Quậy lên cho đều. Thì thử nghiệm trước một cây. Vậy tan hết chưa? Tan hết rồi. Rồi ra đó. Ra rồi. Thuốc này xịt không có ảnh hưởng tới cây và lá mai các bạn. Thuốc đường đó.
ngược trở lại đây. Mình thịt như vậy nó rụng bông 80% thì mình đỡ lặt lá, đỡ công lao động. Hàng năm tới đến xuân về, nhà mà có hoa bông mai thì nó tôi về đến mùa xuân. Tới đến xuân về mình có mai xuân. Thịt ướt hết lá luôn. Cái này không ảnh hưởng lá mai và cây mai. Luôn cái này luôn. Chà, dằn như mấy cái kia. Đây thịt những cây mai vườn, mai công chậu cũng vậy luôn, những thịt cũng vậy. Đồng ít thì mình tước lá, còn trồng nhiều thì mình sẽ có đỡ tốn công các bạn. Tôi thử nghiệm như vậy mà nếu kết quả 80%, tôi chia sẻ lại các bạn xem nha. Còn xem các bạn ủng hộ, đăng ký cho ủng hộ tôi nha. Có động lực làm những video tiếp theo để trả trải nghiệm với các bạn nha, cùng các bạn hướng dẫn cuộc sống không. Hồi nãy xịt loại thuốc kia, bây giờ xịt thử nghiệm loại thuốc này nè, coi các bạn. Cái ngoài một gói này thì một gói về mà 2 lít nước, xịt thử nghiệm. Thử nghiệm hai loại thuốc, coi loại thuốc nào hiệu quả cao hơn thì tôi chia sẻ lại với các bạn. Đây là một gói dày 2 lít nước. Cũng quậy đều lên. Mình xịt ướt toàn bộ lá của cây này, rồi mình còn thuốc mình xịt tới cây kia để cũng được mấy cây. Từ từ nó ra thuốc.
Trệt 3 ngày sau nó mới vào đầu nó rụng lá các bạn. Các bạn canh, ví dụ rằm các bạn đánh lá rồi 12 rồi các bạn trệt lần, rồi rằm nó sẽ rụng lá. Thì ướt đều hai mặt lá. Thử nghiệm ra đã xong rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Chào các bạn.